mét tí là nó ngọt như này nó lại lộ hết cả ra. Không ngọt được tí nào đâu. Cạo được một tí. Còn một tí để một kèo này gọn. Sao lại cưa cái rễ đi đi hả anh? Em này nó bí không? Lại cưa. Sao? Như nào mà anh lại cưa nó đi? Cây rễ to thế mà. Không dùng để. Biết là không dùng đến rồi, nhưng mà để nó thể hiện ra cái gì hả anh? Ông ấy đang tay làm nữa, ông bảo là lúc làm mà không nói được. Xong ông mới nói. Đấy. Lại cắt ra để nó thể lộ cái thân đi ra. Không, nó lộ. Anh đang muốn nó có cái chiền hốc ở đây. Có một chiền hốc ở đấy á. Ừ. Hốc ở chỗ nào đây á? Khoảng không này gọi là hốc rồi á. Đúng không? À. Chưa. Ai hạ cánh đi? Chưa, bét đầu. Lại cưa cái đấy. Lại tạo ra cái hốc ở đâu hả anh? Ý đồ cái rễ đấy là như nào đấy? Rễ thừa. Thừa cắt đi à? Trời dễ chịu hơn hôm qua nhỉ. Hôm qua ông anh sang Hà Nội làm nắng nồi. Đúng rồi, cây nó có cây mát. Khu này nó mát nhưng không có gió. Sao lại làm trên gác thượng? Đâu, ở dưới sân. Cái này có đục đâu. Thằng này không phải đục, em gọt. Còn cây gọt cho nó mình nhé.
Thế là kêu là sáng nay sáng là anh làm buổi sáng cố xong là xong. Không cố được à? Thực ra là tại vì mình đi làm thì sẽ thuộc vào anh em trên cây nữa. Đấy, có những cái nước làm ấy là mình để sau hoặc là đến thời điểm nào đấy, nhưng mà có những anh em hiểu biết rồi ấy, hoặc là muốn làm ngay ấy, thì anh làm luôn. Chính là hôm qua là thực ra là nếu mà để làm mức độ bình thường ấy, thì chắc buổi sáng là xong, nhưng mà hôm qua là làm nó chi tiết quá. Mà chi tiết đến mức là hôm tới đây lại còn nhấc cả cây đấy về vườn để làm đá nữa. Anh đập hết đá đi như con người lính của mình. Hay, thế thì lại khí đá. Lần bên đấy có cây đẹp. Lại tác phẩm đấy, lại tác phẩm khí đá. Hôm ý. Nào để đó. Lại coi một quê cái năm kia. Ok, rồi anh nói đi. Đấy. Anh nói cho mọi người biết là lý do anh cắt chỗ đấy như nào đi, nó thể hiện ra cái nét gì đi anh, tại sao để đây, để đến đây không ạ? Cắt hết rễ ở cái họ mình đi, để rễ cái khác, để rễ cái xanh. Trước cái bệ rễ này để trồng cây ngải cứu tự nhiên nó mọc lên cây xanh. Đây là rễ cây khỏe, rễ cây xanh đâu anh? Làm cái đá là nuôi nghề cứu ăn. Đúng rồi anh. Hôm qua nó cho con ấy mà, hôm qua về quên rồi. Cháu vẫn nhớ nhưng mà hôm qua chưa tiện, hôm qua bảo ông chủ nhà đấy nó có về đâu. Thì làm sao mà lấy được? Con là con gì? Cá coi. Coi xịn ấy. Để thả bể đây á. Ừ. Đây nó vẫn ở trong này, hai ba con trong này. Mình làm cái kia nó không trào nước ra thì nó vẫn ở trong thôi, chỉ có tràn ra thì nó theo nước mưa nó chảy. Nhảy sao được? Nhảy rồi, hôm nọ hai con nhảy một con cứu được. Một con sinh sinh mà. Con chết à? Ừ. Được chưa anh? Không ra đâu, nó khôn. Chưa. Anh Hiền à, có mang nguyên một bộ đục đây không? Tí nữa review bộ đục cho anh em, cho anh em chơi cây. Đủ rồi đấy. Đấy. Thế anh ngồi anh giới thiệu đi em này cho, em quay sản phẩm thôi. Chưa xong, cái này xong rồi, cái này chú bôi được luôn. À, nhân tiện đây người ta hỏi là sau khi anh đục xong rồi ấy, bôi cái gì vào cây đấy? Có bạn không biết bạn hỏi, bảo là anh ơi bôi cái gì vào cây đấy? Nào keo. Anh nhận ơi. Keo liền sẹo. Cho em hỏi là anh bôi cái gì vào cây đấy? Keo liền sẹo. À, giới thiệu với các bạn đấy là keo liền sẹo, bởi vì là khi mà chúng ta đục xong ấy là nó cái đấy nó là vết thương, nó giống như là con người chúng ta ấy là xây sát là bong da trượt chảy trượt da chân da tay là chúng ta phải băng bó bôi thuốc mỡ vào cho nó mau liền sẹo, vết thương nó nhanh lành. Thì cây nó cũng thế, cái loại này là thuốc liền sẹo cho cây. Thế thì bạn ấy hỏi là mua cái đấy ở đâu hả anh? Ví dụ như ở Hà Nội mình thì không nói làm gì, nhiều anh em ở nơi khác ấy. Thông qua mạng đầy. À, ship về tận nơi đúng không? Liền sẹo của Nhật Bản. À, nhớ là các bạn mua keo là của ấy nhá, của Nhật nhá, đừng mua keo của các hãng khác. Để đây thôi.
cứ tưởng là xong rồi, đến lúc lại không xong được, vẫn cứ đục. Đấy. Năm sau lại có cái đục đó, tiếp tục. Ăn mới đục thôi. Dạ có, trong ba lô ấy. Xin lỗi, đừng để văn lỗi. Ai? Đọc đi. Ngày mình cùng chăn gối, rồi em biết được ai. Ai, ông nào đấy? Năm tháng bên nhau đã đàn tạ rồi, nhưng em cũng tỉnh chọn tiếp anh em. Thầy giáo ấy, thầy giáo vật lý. Được đấy, đồ hình này. Lắm dị nhân. Thời con cóc tức cảnh sinh tình ra ngay. Tiếp nhỉ, lại phét cây rễ đấy nữa ra. Rồi nhìn khá ok đấy. Công nhận nhìn nó đẹp ra. Tiếp nhỉ, bám ác nhỉ. Nhìn sát hết, yeah. Sát hết cả ruột. Cứ đục cái tí ra tí đã có cái đục lòng ngoằng, cắt cột luôn cả cái rễ luôn.
ngồi lang thang lý chiều vào nhà Sơn chơi lúc về về. Ngày rưỡi còn nhiều việc lắm. Ông bảo hôm nay ông ngủ nhiều việc. Anh nghỉ ngơi ngủ và nhiều việc. Hôm nay chỉ lên để trồng nước hành tây này mà không đi làm ở đâu mà. Đi uống nước chứ đi làm gì. Nghỉ ngơi là về vườn thư giãn, nhưng mà để mà làm hết việc ở vườn thì chắc là phải nghỉ một tuần. Đây là hôm nay là về đây để ngồi thư giãn, không đi làm cho thằng nào hết, đừng nào mời. Rồi, phải nói em nhìn thấy cái đẹp của nó rồi đó. Chứng tỏ là học làm nghề cây cảnh cũng không khó đâu. Đặc biệt những bạn mà mới chơi cây ấy, mới làm cây ấy, thì cứ chịu khó xem các cái video clip về anh Tuấn Anh chia sẻ trên kênh của mình. Đảm bảo là các bạn cũng sẽ học tập được. Anh Tuấn Anh thì anh ấy không giấu một cái gì đâu. Lại phép cái chỗ đấy nhỉ anh? Hiền ơi! Hiền! Đúng là hôm nay anh sang cây này cho quá, cái đục quá mạnh. Đục mỏ. To này to? To to. Sao đây á? Không, đục móng móc.